Hello. Xin chào mọi người. Hôm nay thì vợ chồng Vân và Niu sẽ hướng dẫn mọi người làm một món bánh này gọi là bánh chuối. Món bánh rất là đơn giản nhưng mà vô cùng ngon, kể cả Tây và ta đều thích. Và hôm nay thì Vân sẽ nhờ Niu giúp cho Vân để làm cái món bánh này. Niu, can you help me to make a banana cake? Really? I'll help you, man. You know I will. Okay. Okay, you're so cute. Neil sẽ là người làm chính, còn Vân sẽ là người chỉ tay năm ngón. Nghề chính của Vân. Ok, để chuẩn bị làm món bánh chuối thì chúng ta sẽ chuẩn bị một số những nguyên liệu như sau. Đầu tiên chắc chắn là phải có bột này. Bột mì, đường nâu, trứng, chuối tây. Nhưng mà mọi người nhớ chuối tây phải là chuối thật đã chín. Cần thêm nước cốt dừa, có bơ, bơ lạt nhé. Và sau khi mà mình mua bơ về á, thì mình đun cho nó chảy ra. Sau khi mà đun cho nó chảy ra thì mình sẽ có cái bơ màu vàng này. Sau đó thì lại còn một số nữa, mình đun tiếp thì nó sẽ nổi lên cái dầu đen đen như thế này. Thì mình vớt cái dầu đen này ra, cái cặn thì mình đổ đi. Thì cái bơ này các bạn gọi là bơ dầu máy đánh trứng. Và tất nhiên là chút nữa phải có lò để nướng bánh rồi. Để bắt đầu thì mình cần phải rây bột trước. Bây giờ đây, công việc chính của Vân đây, chỉ tay năm ngón. Neil, are you ready? Yep. Yep. Put the flour here. Shake like that. Okay. Okay. Yes, good. Okay. Đây cả độ bột baking soda và cả bột mì cho vào đây. Đây luôn. Okay, then you mix. Okay nha. Sau đó thì lẫn vào nhau đi. Okay, Neil. Now you take the egg to here. Okay. Máy đánh trứng thì đánh bằng tay cũng được. Nói chung là đánh kiểu gì cho nó tan là được. Black sugar in and mix. Brown sugar. Brown sugar. Brown sugar. Ok, brown sugar. Brown sugar. Đấy, Vân học tiếng Anh như vậy đấy mọi người. Vừa làm vừa học tiếng Anh. Và nói cái gì sai thì Neil sẽ sửa lại. Lúc nãy Vân nói là black sugar, tức là đường đen, nhưng mà Neil chỉnh lại là đường nâu chứ không phải đường đen. Brown sugar, ok. Brown sugar. Brown okay. sugar. Take all. Put all. In the egg. Ok. And you mix again. You need to use the machine to do it again. That's a lot of sugar, man. Yeah. But this sugar good now. Nhiều á, nhiều rất là không thích ăn đường. Đánh cho tan hết đường luôn. This butter and this butter. Yeah, all of this. This butter too. It's oil van. Yeah, oil butter. And we need coconut oil too. So on. Rồi tắt luôn. Cho hết bơ vào này, xong rồi cả nước cốt dừa nữa. Cho hết vào đánh tiếp. Ok, mix. Làm thì dễ mọi người, nhưng mà chuẩn bị nhiều nguyên liệu nó hơi nhích kích. Cho bột vào luôn. Chuẩn bị Neil thì bình thường cũng hay nấu ăn lắm và rất là thích rửa bát. Nếu như mà ai mà mời Neil đi ăn thì Neil sẽ dành cái phần rửa bát. Bình thường mỗi lần mà ba mẹ Vân về quê hoặc là đi đâu thì ở nhà Neil toàn nấu ăn thôi. Vân với cả Neil đi chợ mua cái gì đấy về xong rồi
một là nêu nấu món Tây. Nếu như mà nêu món nấu món Tây thì nêu sẽ hướng dẫn cho bạn làm nấu như thế nào, công thức như thế nào. Còn nếu như mà nấu món Việt Nam thì cũng giống như hôm nay, Vân sẽ hướng dẫn cho nêu cách làm và sau đó thì nêu thao tác. Nếu như mà món Việt Nam thì thường là nêu rất là thích ăn cái món nem rán á. Nem rán là thích nhất. Thứ hai là món trứng rán. Trứng rán phải bỏ thêm một chút hành tây, cho hành tây nhiều vào, cà chua nhiều vào thì nêu rất là thích luôn. Các món phở cũng được, nói chung là các món nước nước, nhưng mà phải là những cái món mà nó có gia vị đậm đà, sườn xào chua ngọt rất là thích này, rồi sốt vang, bánh mì về sốt vang đam mê ăn hai tô luôn. Trong lúc chờ đợi thì để Vân bảo Miu đi bật cái lò nướng đó, bởi vì mình phải bật trong vòng khoảng 10 phút để nhiệt độ 170 độ. Miu, we should to turn on the oven first. 170 degrees. Ok. Xong rồi, bây giờ kệ nó thôi. Ok. This one cut very small and you mix. Nhiều siêu lắm. Thao tác rất là kiểu quen thuộc, chuyên nghiệp. Mọi người biết không, bình thường thì Vân khi mà những người khác làm nấu ăn hay là làm bất cứ điều gì thì Vân rất là thích xem. Mọi người siêu lắm. Thắc mắc tại sao mọi người ta mỗi lần nấu ăn Vân thì cứ thích hóng hóng xung quanh, không biết là để làm gì, có gì hay ho, nhưng mà Vân lại thấy đó là điều rất là thú vị. Mình xem để mình biết là mọi người đang nấu cái gì, nấu như thế nào. Dù rằng là mình không tự làm được, nhưng mà nếu như mà mình biết cái cách để thao tác hay là công thức thì cũng rất là tốt. Mình cả học hỏi thêm được một điều gì đấy, và sau này khi mà ai mà đang làm cái gì mình nhìn cái là mình sẽ biết ngay là người ta đang làm đến bước nào và kết quả nó sẽ như thế nào. Mình cũng có thể là góp ý thêm hay là tham gia vào để cái câu chuyện nó thế vui vẻ hơn, mà mọi người cảm thấy là mình không kiểu cái gì cũng không biết ấy. Tóm lại là mình biết thì mình có thể tham gia được vào các cái câu chuyện cũng như là các cái sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày. Cái này thì sẽ giúp cho mình dễ dàng hòa nhập và có nhiều bạn bè hơn thôi. Vân thì Vân rất là thích học, bởi vì Vân nghĩ rằng là một là học để cho biết cái đã, nó cũng là cái cách để mà mình tận hưởng cuộc sống ấy. Nào, put in the bowl and mix it first. You can use this spoon. Ấy, mình mà không làm được thì mình nhờ mọi người thao tác, nhưng mà ít ra là mình phải biết là làm như thế nào thì mới hướng dẫn được cho mọi người chứ, đúng không? Đấy. Hay mà. Mình làm cho nó nhuyễn đi. Now you know to do everything. You good boy. Okay, I think it's good. Okay, put it in. Đây, bây giờ là bỏ chuối cho vào. Xong đấy thì lấy cái vít này này, cái mũi này này để trộn nó lên thôi. Okay, mix it. It's okay now. We need to do it as a professional. Chẳng biết nó có chuyên nghiệp không, nhưng mà mình cứ chém gió thế, đúng không? Dù sao mình biết hơn người không biết một tí thì mình chém gió được. Mai mốt họ biết hơn mình thì thôi mình im. Đây nhá, món cuối cùng là rượu rum. Rượu rum cho nhiều thì cho nó phê. Thơm quá. Vân rất là thích uống rượu rum. Ăn kem rượu rum cũng rất là ngon. Mỗi lần mà đi nước ngoài thì việc đầu tiên đấy là đi tìm quán kem. Mà cái kem đầu tiên ăn phải là kem rượu rum, hoặc là kem mà có các loại hạt sau đó thì có rượu rum vào. Trời ơi, ăn phê lắm. Mà đặc biệt là ăn vào mùa đông nhá. Ăn vào mùa đông mà tuyết rơi, tuyệt vời. Bây giờ là quét dầu. Quét dầu vào cái đáy này nè.
bây giờ mình bỏ cái giấy này vào. Okay, and in. Almost finished. Almost finished. Now you do a good job. A few moments later. Where you put it? Wow! Wow! Chào mọi người nhá. Hẹn gặp lại các video sau. Mọi người thích thì nhớ sub và thả tim cho Vân nha. Bye bye. Con mắt.